tê cha năng bàn đa năng cha pa lăng chít tăng đu rách khăn đùm ní hòa ra dân ú chùm ca rô tí mê tha quy ú xú ca rô quá tê cha năng tâm quảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: khó thai trì nhiếp tâm người chập chờn dao động trọn đời không yên. Thợ tài uống thẳng cây tên giữ tâm cũng vậy thiện hiền khéo tu. Bản dịch của Hòa Thượng Dưới Đức. Và cấm dân đã ôn bài xong, mến mời bạn tài quý Phật tử nha. Chị Lạc Lê đâu rồi? Chị Tina xin ai mình nha, kính mời quý vị nha, mời Nguyên Tịnh nữa. Nam mô Bích Thà Giá. À, dạ con xin hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh con không? Dạ không nghe được. Dạ cảm ơn Sít Tina. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con kính tri ân bác Cẩm Vân, Sít Tina, chư Bát Tha Na cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 33. Phan đá năng chá phá lăng chít tăng đù rắc khăn đù ní quà ra dăng. U chùn ca rô tí mê tha quỳ u sú ca rô quá tề na chá năng. Tâm hoàng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp người trí làm tâm thẳng. Như thợ tên, làm tên của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phạn đa năng cha phạ lăng chi tăng đô rắc khăn đô ni qua ra dăng. U chun ca rô tê mê tha quý u su ca rô qua tê cha năng. Phạn đa năng cha phạ lăng chi tăng đô rắc khăn đô ni qua ra dăng. U chun ca rô tê mê tha quý u su ca rô qua tê cha năng. Khó thai trì nhiếp tâm người chập chờn dao động trọn đời không yên. Thợ tài uống thẳng cây tên giữ tâm cũng vậy thiện hiền khéo tu của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính mời cô ấy mình Sitina, con kính mời đạo tràng. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 33. Phan đa năng cha pa lăng chi tăng tu rắc khăn đu ni qua ra dăng. U chun ca rô ti mê tha uy u su ca rô quá tê cha năng. Tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì có nhiếp làm tâm thẳng như thợ tên làm tên của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phạn đa năng cha phà lăng chi tăng tư lan khăn tư nì quá ra dân. U chung ca rô thì mê tha quý u su ca rô quá tê cha năng. Phạn đa năng cha phà lăng chi tăng tự răng khăn đương đi quá ra dân. U chung ca rô thì mê tha quý u su ca rô quá tê cha năng. Khó thai trì nhiếp tâm người chập chờn dao động trọn đời không yên. Thợ tài uống thẳng cây tên
Giữ tâm cũng vậy, thiện hiền khéo tu của hòa thượng giới đức. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, quý cô tư nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lành thay tì na. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 33. Kính cảm ơn Sita nhiệt huynh. Phan đà năng ca pa rang chi tăng đô ra khang đô ni va ra yang u chôn ca rô ti mê tha vi u su ca rô va te cha năng pan đa năng ca pa lang chi tăng đô ra khang đô ni va ra yang u chôn ca rô ti mê tha vi ô su ca rô va te cha năng pan đa năng ca pa lang chi tăng đu ra khang đu ni va ra yang u chun ca rô ti mê tha vi ô su ca rô va te cha năng pan đa năng ca pa lang chi tăng đô ra khang đô ni va ra yang u chun ca rô ti mê tha vi u su ca rô va te cha năng phan đa năng cha pa lang chi tăng đúc ra khang đô ni va ra yang u chun ca rô ti mê tha vi u su ca rô va te cha năng tâm hoảng dao động khó hộ trì khó nhiếp người chí làm tâm thẳng như thở tên làm tên bản phổ thơ của ngài ở bản dịch của ngài Minh Châu khó thay chỉ nhiếp tâm người chập chờn dao động trọn đời không yên thợ tài uốn thẳng cây tên giữ tâm cũng vậy thiện hiền khéo tu bản phổ thơ của ngài giới đức và Nam mô Phật Tha Giá. Con xin được xin mít của hôm nay xong thấy Sita Lạc Lê anh Minh mời Sita anh Minh nha. Dạ sa thứ là cảm ơn Minh trưởng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Kính chào quý anh chị. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 33. Dạ, anh nhìn chút xíu à. Sức kỳ dữ vậy trời. Phan đa năng cha ba lần chi tăng đu ra khăn đu ni hòa ra dặn u chung ca rô ti mê tha vi u su ca rô quá tê cha năng phan đa năng cha ba lần chi tăng đu ra khăn đu ni hòa ra dặn u chung ca rô ti mê tha vi u su ca rô quá tê cha năng phần đà năng cha phà lăng chi tăng đu ra khang đu ni qua ra dặn u chung ca rô ti mê tha vi u su ca rô qua tê cha năng tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên bản dịch của hòa thượng Minh Châu.
Phàn đa năng cha pa lăng chi tăng đư ra khăn đu ni qua ra dần u chung ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô qua tề cha năng Phàn đa năng cha pa lăng chi tăng đư ra khăn đu ni qua ra dần u chung ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô qua tề cha năng Khó thai chỉ nhiếp tâm người chập chờn dao động trọn đời không yên, thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy, thiện hiền theo tu, khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính nhân mít lại đào tràng. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, Nam Mô Ân Đức Phật, Nam Mô Ân Đức Pháp, Nam Mô Ân Đức Tăng. Con xin kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính đảnh lễ, con kính chào đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kệ kinh Pháp Cú số 33. Hoàn đam nặng cha ba lằng chích tằng đồ rác khằng đùm ni hòa ra dằn ô chùng ca rồ ti mề thà quỳ ô chùng ca rồ ti mề thà quỳ ô chú cà rồ qua tề cha nằng. Dạ, xin đọc lại. Bàn đa nằng cha ba lằng chít tằng đù rát khằng đùm ni hòa ra dằn ô chùm ca rồ ti mề thà quỳ, con đọc sai chỗ này vậy. Ô chùm ca rồ, ô chùm ca rồ ti mề thà quỳ, ô chú ô su ca rồ qua tề cha năng. Dạ, ông xin kệ. Văn đà ha năng cha ba lăng chi tăng đồ ra khăn đông ni qua đa dằng ô chung ca rô ti mê tha quỳ ô su ca rô hòa tê cha năng. Ông xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tâm quặn hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Dạ, con xin đọc tiếp bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Khó thai trì nhiếp tâm người chập chờn dao động quạng đời không yên, thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy, thiện hiền khéo tu. Dạ, con đã trả bài xong, con xin trả mít lời cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, dạ Nam Mô Sanghaya. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, vô trễ quá. Dạ, con thấy thời gian không biết con xin đọc câu kệ số 33. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Thượng Tọa Thích Minh Hạnh. Dạ, con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ. Dạ, con xin đọc bài kệ số 33. Phàn đa năng ca pa lăng chích tăng đù rách khăn đùn ni hòa ra dần u dùm cá rồ ti mề thà quý u su cà rồ quá tề cha năng. Tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó thay tì nhiếp tâm người chập chừng dao động trọn đời không yên, thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy, thiện hiền khéo tu. Và phổ thơ của Ngài Giới Đức, con xin đọc kệ. Văn đa năng ca pa lăng chi tăng
đu ra khâm đu ni quang ra dần u yum ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô qua tê cha năng phẳng đa năng cấm ba lăng chi tăng đu ra khâm đăng đúng đi qua ra dần u yam ca rô ti mê tha quỳ u su ca rô qua tê cha năng. Dạ con xin đọc xong rồi con xin nhường mic lại cho chị. Dạ dạ kính cảm ơn chị. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ dạ nam mô Sang Kha, dạ dạ con thay mặt cho tất cả thiện nam tín nữ, dạ con xin thỉnh pháp sư bằng tiếng Việt cho vì hết giờ rồi. Dạ nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Thở Phật mới đạt thành quả vị, có xa hàm ba tí phạm thiên, cả trong thế giới các miền, thành cao quán chúng cần chuyển đạo màu. Hiện trước Phật đề đầu đảnh lễ, bạch xin Ngài tế độ nhân. Chúng sanh trong khắp cõi trần, tội mê đăng đạo, không phân tội tình, cầu Phật tổ cao minh nay trước hiện. Oai linh tỉnh thức giấc diệu, hoàng khải đạo pháp cao siêu, tu hành theo đăng kết nhiều thiện duyên. Thế tôn được mạng viên đạo quý, con hết lòng hoan hỷ tán dương. Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương, không đành bỏ mặc lạc đường làm tin. Chúng sanh vốn đa tình lẫm bậc, không thông đâu chân thật gia tà. Vô thường khổ não chấp ta, Ngài sở ngộ, ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài. Xin mở lượng cao dài rặng dài, chuyện pháp luân duyên dài diệu ngôn. Chúng sanh nghe đặng pháp môn, thoát vòng khổ não dập dồn bảy lâu, giải thoát những nguồn sầu cạo thúc, diệt tham lam ai dục bao vòng, tội tâm sẽ được sáng trong, phát sanh tuy tệ hiểu thông tinh cần, thông thao lẽ vô thường vẫn dõi, ba tướng trong ba cõi mỏng manh, vô minh duyên của các hành, cõi căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi. Biển trần khổ nổi trôi chìm đắng, bị ngủ ma vai đẫm chuyển đi. Vậy nên cầu đẳng từ bi, tạo thuyền bạc nhã rải đi vớt người, đưa qua chốn tốt tươi yên tình. Bờ niệm bàn chẳng dinh trần ai, như đàn rỗi suốt trong ngòi, chiếu tia sáng khắp các ngày hẳn hoan. Phạm vi trong khải hoàng rầm rộ, luật vi như đại cổ hoàng dương. Kinh như dây buộc trên đường, luận như mặt trong vạn đường vô minh, tư diệu đế đo hình dùi trong giống khua tan giấc mộng trần gian. Chúng sanh tất cả bốn hàng, như sáng trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỏ mọc nắng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoan, Phật nhận lời những chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc gia ngày giờ chăng sang.
thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp tự, đó là nhóm Kiều Trần Như, được ném hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 mà dâm vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích năng còn lâu năm, cả tam giới thừa ẩn phổ cập, đám mưa lạnh rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ trinh rõ ràng, thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chôn ni, tối mê cầu đường trí trí vang toàn. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, dạ nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sân Kha Giá. Dạ chúng con đã cung thỉnh pháp sư. Dạ bây giờ con cũng chưa biết là để thỉnh vị nào nên nha, xin nhường mic lại cho chị Nhật Huỳnh. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ cảm ơn Huỳnh Quá Thanh Á. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông Ái Minh. Ok. Dạ, quý vị nghe rõ chưa? Dạ, thưa quý vị nghe rõ chưa? Dạ, quý vị có nghe rõ chưa? À, dạ. Quý vị có muốn giải thoát không? Quý vị có muốn giải thoát không? Sư hỏi quý vị có muốn giải thoát không? Cười. Ai muốn giải thoát giơ tay. Một câu hỏi đơn giản, ai cũng muốn giải thoát hết phải không? Đó là cá bị vớt trên bờ. Thế bây giờ có pháp không? Bây giờ có pháp không? Theo quý vị bây giờ có pháp không? Bây giờ có pháp và có vô minh. Nhưng vô minh cũng là đối tượng. Vậy thì hiểu về khoảnh khắc này chính là đưa đến sự giải thoát. Không có gì khác nữa. Thế giới này chỉ là cái nghe phải được nghe sanh khởi, cái ngửi và cái được ngửi, cái nếm và cái được nếm, cái xúc và cái được xúc chạm, cái màu và cái được thấy. Không có một ai, không có một con người, không có một tự ngã nào trong bất cứ phương diện nào. Hãy cất bước lên bàn ngã. Vô minh chúng đã dìm những cái thực tại này xuống và chúng dựng lên những khái niệm. Và Phật đã dựng lên cái con đường tứ thánh đế và dựng lên cái thực tại và nhấn chìm những cái ý niệm về ngã xuống. Chúng ta là con của Đức Phật, đã trải qua rất nhiều kiếp sống chúng ta được gặp chánh pháp. Bây giờ chúng ta sẽ đi con đường này và chấm dứt hành động của ma vương, đó chính là lậu hoặc phiền não đã bao trùm tâm trí của chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp. Và chúng ta đi trên con đường này rất gian khổ. Nhưng mà ánh sáng của chân lý sẽ cho chúng ta bến bờ giải thoát thật sự. Bờ giải thoát thật sự. Nhưng mà các bạn đi trên con đường này, hãy nhớ một điều. Rất là khổ đau, mà bạn phải thấy rõ cái khổ tột cùng của nó thì chân lý mới được hiện bày. Đó chính là khổ đế.
mọi thực tánh vi chúng đều là khổ, không có quyền soát. Vậy chúng ta chỉ hiểu biết chúng và xả ly mà thôi, không có một con đường nào nữa cả. Nếu các bạn có hành thiền để hiểu được pháp không? Không có cách nào. Chỉ khi nào pháp đó đang hiện diện với duyên của chúng và được nghe đúng về chúng thì như lý tác ý có mặt ở ngay đó. Và phiền não, nếu chúng ta không được biết thì chúng sẽ cuốn chúng ta vào trong vòng sanh tử luân hồi. Còn nếu chúng ta được biết về chúng thì chúng sẽ là đối chánh niệm tỉnh giác. Tất cả mọi thực tại đều là gì? Đều là thức ăn cho trí tuệ. Còn nếu không thì chúng sẽ hình thành đến những khái niệm, những nhà cửa, những con người, những tôi ta, những câu chuyện, những quán thù. Các bạn rất là thù sắc, thù thanh, thù hương, thù vị, thù xúc, ái ái hương, ái vị, ái xúc. Chúng chỉ là những thứ vô chi và bất tịnh chúng ta đã tham luyến từ rất rất lâu rồi. Bây giờ thì trước khi vào thời pháp, chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakkasangho saṅkhaṃ namassāmi. Con tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo cao thượng, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con cung kính quy y và thực hành theo giáo pháp lời dạy của Ngài. Con cung kính đảnh lễ ơn Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh thực hành cho chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong vòng nghiệp quả luân hồi của mình, và nhất là thành tựu được các đức hạnh, các ba la mật để chứng đắc lý tứ thánh đế trong kiếp này hay là nối đến các kiếp sau. Do lời mong với phước báo này kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích, các vị thiên vương, kính chia phước lành này, kính dâng phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ đã mang chánh pháp về quê hương Việt Nam tươi đẹp này, kính chia phước lành này đến tất cả quyến à cha mẹ, cụ quyền thất tổ, chư dạ xoa long vương càng thác bà súc sanh ngạ quỷ phi nhơ nga tu la diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả các đạo, các cô tu nữ và các đạo hữu phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật. Mong cho quê hương Việt Nam của chúng ta có rất nhiều các bậc thấm nhân, cư sĩ và chư đại đức tăng trong gần và tương lai. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ học câu kệ về tâm, nhưng mà ở đây chúng ta phải biết đây không phải nói về tâm mà nói về các loại phiền não nơi tâm. Chứ tâm thì nó không có dao động bao giờ hết. Tâm chỉ là một trạng thái biết cảnh. Tưởng thì không phải là tâm, thọ thì không phải là tâm, hành thì không phải là tâm. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nói là tâm thì nó luôn luôn có các sở hữu đi theo. Khi mà chúng ta học một bài pháp thì chúng ta phải rõ cái ý nghĩa của nó để Đức Phật, để chúng ta trình bày để không có lỗi lầm. Và chúng ta học hiểu cho nó đúng giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ hiểu rất là lợi ích. Hôm nay thì chúng ta sẽ học câu kệ số 34 ạ. Waricho watane hito okabokat uppato
Parifandat ti đăng chít tăng Marathayam Pahatave Varicho Vathadekhito Okamoka Taufato Parifanda ti đăng chít tăng Marathayam Pahatave. Tựa như con cá bị vớt ra khỏi nước và bị ném lên ở trên đất liền, tâm này dễ dụa hầu thoát khỏi khống chế của ma vương. Là chúng ta rất khó thấy được thực tại đời sống hàng ngày. Mặc dầu chúng ta nói về các pháp là vô thường, khổ và vô ngã, nhưng mà cái đó mới là cái chết của chúng ta trong sở học. Và chúng ta học pháp thì chúng ta chỉ lấy cái nghĩa của ngôn từ, mà chúng ta không có biết được khi pháp nó xuất hiện. Cái pháp nó xuất hiện, khi mà chúng ta không thấy được cái pháp nó xuất hiện thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái vô thường của nó, khổ vô ngã của nó. Và chúng ta chỉ cần nghe nói lên một chút xíu cái là vô minh nó ập tới rồi. Nó ập tới rồi. Chính vì vậy mà cái con đường phát triển trí tuệ nó vô cùng khó khăn và gian nan. Và mỗi khi chúng ta nói lên sự thật cho ai đó thì chúng ta phải chịu rất nhiều đau khổ và chỉ trích, bởi vì chúng sanh là vô minh. Nên là người trí phải có cái gì? Có cái đại kham nhẫn, mới gọi là kham nhẫn ba la mật. Chính vì vậy khi chúng ta học tới đâu á, thì chúng ta hiểu pháp tới đâu á, thì chúng ta mới thấy được rằng là ôi, cao cả thay Đức Phật, sao mà Ngài lại có thể làm được những việc mà trên đời này chúng con chỉ có quỳ xuống dưới đó mà lạy trên cái hạt cát của Ngài thôi, khi chúng ta hiểu pháp á. Và khi mà chúng ta chỉ cần hiểu một chút xíu thôi, là bao nhiêu cái nó ập tới. Còn chúng ta làm phước đơn giản này kia, chúng ta sống trong tham sân si hàng ngày, thì ma vương nó khoái lắm. Phiền não của chúng ta nó rất là thích thú. Đúng không ạ? Nó rất là thích. Mà nó ở đâu vậy thưa quý vị? Nó cứ quanh quẩn. Cái ông chủ, cái ma vương, cái tâm tham ái này, cái tâm tà kiến này, nó cứ quanh quẩn sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tiếp xúc. Phật tử cũng là phiền não cho ông sư nữa, mà ông sư cũng là phiền não cho Phật tử. Và tất cả cái đó chúng ta thấy nó là pháp rất là tuyệt diệu. Và nó là thước đo xem là tâm của chúng ta như thế nào, chúng ta có bị vớt lên bờ hay không. Đó. Phải không? Đó. Thì cái câu kệ này chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Bây giờ thì chúng ta đi học vào từ vựng. Cái từ Varicho là một cái danh từ Varicha. Cái từ nguyên mẫu của nó thuộc về thánh, chia theo chủ cách. Nói về con cá thì chúng ta biết là con cá đó, đời sống của nó luôn luôn là nước, nó rất cần nước. Thấy không? Nó rất cần nước. Mà đời sống của tâm này nó muốn luân hồi thì nó cần cái gì các bạn? Nó cần cái gì? Nó bám chấp vào danh và sắc này. Nó bám chấp vào các danh và sắc. Nó bám chấp vào các danh và sắc. Như vậy thì trên đời này năm uẩn là thức ăn cho phiền não, cho tà kiến, cho vô minh, cho tham ái, cho hệ lụy, cho oán thù, cho chết chóc.
cho khổ đau, cho tang thương, cho chia lìa. Và thực sự mỗi một khoảnh khắc chúng đã hoàn toàn diệt mất rồi. Cái thấy cái nghe của ngày hôm qua đã mãi mãi vô vi rồi, không còn sanh lại nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ rằng hôm qua tôi gặp người đó thương quá à. Người đó làm cho tôi giận quá à. Nhưng không có khoảnh khắc nào còn có ở đó nữa để mà giận mà thương. Cái này chúng ta bị bóng ảnh những cái qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Chúng ta không thực sự thấy chúng như chúng là. Chúng ta chỉ thấy một cái ảo ảnh và chúng ta chấp vào đó và khái niệm lên trên đó. Nhưng mà mỗi khi chúng ta thấy cái đối tượng thị giác đó, nó có rất nhiều thực tại được ghép lại thành một con người, hay thành một cái nhà, hay thành một cái máy vi tính, hay thành một cái gì đó. Nhưng mà bản chất của nó thì không phải là cái máy vi tính, không phải là cái nhà, không phải là con người, không phải là đàn ông, đàn bà. Chúng chỉ là chúng mà thôi. Chúng chẳng biết nói, chẳng biết cười, chẳng biết thỏ thẻ buồn vui với ai hết. Và cái tâm thấy cũng vậy. Chúng tôi sẽ đem cho quý vị đến những cái cung bậc rất là mới về Pháp ở ngay đây và bây giờ. Kinh điển Đức Phật dạy thì hoàn toàn là tốt đẹp. Nhưng mà khoảnh khắc này cần phải được hiểu mới là con của Đức Phật đích thực. Và chúng ta đã là con cá sống quá lâu rồi trong cái vô minh tham ái, ganh tị tật đố, trong cái thân tứ đại nhiễm ô này được bao phủ bởi những cái xác chết của những chúng sanh khác, bởi những cái sắc của nghiệp, bởi những cái sắc tinh cha huyết mẹ mượn đỡ từ đời này qua đời khác. Tâm này chúng đã sống quá lâu ở trong những cái thứ bất tịnh mà chúng cho nó là rất đẹp. Tham sân si nó cho là rất đẹp, rất ái luyến. Mỗi khi chúng ta thấy một cái gì đó là đã có người này, có người kia, đó không phải là tà kiến ư, đó không phải là chấp thủ ư, đó không phải là lậu hoặc ư. Nó có ở trong sách vở hay có ngay trong đời sống này? Và chúng ta không ra được cái chỗ này, nó cứ trói chúng ta lại. Con cá mà chúng ta mỗi lần mà chúng ta nghĩ về ô thực tại này không phải là con người nè, mới khé lên một cái là nó cái kia nó bao phủ rồi. Không phải, cái này là cha tôi, mẹ tôi, con tôi, tài sản của tôi, thân này là của tôi, tâm này là của tôi, phước lành này là tôi làm ra, tôi tạo ra, điều thiện, điều ác này là tôi có mặt. Đó, chúng ta bị cái làn nước vô minh này nhốt cái con cá này lại. Và chúng ta là con cá.
và tự luôn có mặt để bắt cái con cá này khi mà nó to, nó lớn. Và chúng ta đã làm lỗ lệ cho tham ái từ vô lượng kiếp rồi. Vậy thì con đường nào, đạo lộ nào để chúng ta không phải bỏ những cái xác hôi thối trong những cái làn nước vô minh này nữa? Đó chính là hiểu về khoảnh khắc này. Bạn không cần phải đi đâu tìm pháp cả. Tất cả những cái gì bạn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, đó chính là pháp và không được hiểu, mà bạn chấp thủ nó mà thôi. Còn những cái gì nó chưa xuất hiện, bạn không thể hiểu được nó. Niết bàn chưa có, bạn đừng có nói về nó. Bạn nói về nó là vô minh. Phải không? Thì mới nói về chúng ta học Phật Pháp á, những cái là thật á, thì chúng ta không có chia sẻ đâu. Mà chúng ta thật sự ít có người biết để mà chia sẻ. Chúng ta chia sẻ những cái đống chữ ở trong đó. Nhưng mà nói ra thì chúng ta rất là giận, chê bai. Nhưng mà chúng ta có biết không, đó là một hình thức vô minh nữa. Người ta nói rằng bạn, người ta nói bạn không có thực hành thiền, không cần phải thực hành thiền vẫn giác ngộ. Bạn sôi máu lên, mà trong khi đó bạn không biết thiền là gì, bạn cũng sôi máu lên, phải thiền mới được. Đó là chúng ta vừa không được nghe những cái lời chân chánh, mà chúng ta ấy vào cái mà nó nhốt cái con cá này nè. Trí tuệ nó không sanh từ thiền. Nhớ cho các bạn nhớ vậy. Trí tuệ nó chỉ sanh khi nó biết được cái đối tượng thực tại đó là gì. Nên chúng ta cần phải nghe rất kỹ lời Đức Phật dạy, hiểu cho nó thật là đúng. Và thiền không thể sanh ra trí tuệ được, mà trí tuệ sanh ra các loại thiền định và các tuệ mới đến giác ngộ. Do vậy khoảnh khắc này chính là đầu mối và là cái con đường kết thúc dòng sanh tử này. Và chắc chắn cái nghe phải có thật, âm thanh là có thật, nhưng người nghe là không có, tôi nghe là không có. Và chắc chắn khi mà hiểu như vậy thì nó phải có duyên thì cái nghe nó mới sanh khởi. Và không có lỗ tai nào không có sanh khởi cái nghe. Tai nó cũng không nghe mà âm thanh nó cũng không nghe. Do vậy các pháp nó tụ hội trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và nó biến mất. Làm sao các bạn có đủ tư cách nào mà ngồi thiền để hiểu nó? Không có chuyện đó đâu. Chỉ có trí tuệ bồi bổ do nghe pháp thường xuyên về những cái thứ là thật này, thì cái yoniso marasikara đúng như thật về pháp đó, nó sẽ tiếp cận được những cái khoảnh khắc mà do pháp duyên sanh này nó sanh lên với cái bản chất của nó, và nó vô thường khổ vô ngã. Thì ở đây chính là cái sự đón đầu và cái sự tiếp cận và kết thúc nó. Dài hay ngắn thì nó tùy thuộc vào ba la mật của các bạn. Và chỉ thế thôi. Còn các bạn có con đường, tôi báo cho các bạn biết, các bạn sẽ phá hủy cái chánh pháp này và các bạn sẽ không bao giờ đến được Niết Bàn. Không thể tiếp cận được. Dù các bạn có nói cỡ nào đi chăng nữa, tôi chắc chắn một điều, không thể được. Do đó chúng ta cần phải hiểu rất rõ về các thực tại trong đời sống hàng ngày. Dần dần chúng ta mới hiểu ra được cái tính chất của pháp nó đã hiện khởi ở đó rồi. Cái nào nó chưa hiện khởi, không một ai có thể hiểu được, vì nó có hiện khởi đâu mà hiểu. Cái mà nó hiện khởi còn chưa hiểu nữa kìa. Nó chưa hiện khởi, nó chưa hiện khởi ở nơi này thì làm sao mà hiểu. Do đó là chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta cứ mơ mộng à.
Do đó mà chúng ta tiếp cận Phật Pháp như vậy là chúng ta đi sai một cái con đường vô cùng tai hại. Chúng ta phải nhớ. Không, sư đang giảng về con ở đây đó, về đó con cá. Không có sao đâu, từ vựng chút xíu à. Thì vì chúng ta phải hiểu. Hiểu cái đã. Đó là nói về cái con cá này nè. Nó bị ha. Với từ Wari là danh từ trung tâm. Đừng Phật Pháp mà chúng ta không cần về những cái thứ đó cô ạ. À. Rồi từ vựng nó sẽ có ở trên bảng này thôi mà. Cô Ái Minh cô đã chép hết rồi. Sư biết rồi, không có cần gì, gì. Không có cần thiết với cái đó. Còn cái từ Wari là một cái danh từ trung tâm chỉ cho nước. Nước. Và cái từ chát là cái căn chanh, là quá khứ phân từ, là đã được sinh ra. Đã được sinh ra. Từ quá là ý quá, là bất biến từ, giống như là tợ như. Còn cái từ tha nê hay là tha nát là danh từ trung tâm, ở đây chia theo định sở cách, là trên đất khô. Như vậy tâm này, tức là những cái phiền não vô minh này, khi mà những cái âm thanh đi vào hay ai đó chửi này kia, tâm này nó dao động, nó che phủ hết, nó không cho chúng ta thấy. Chúng ta bị chìm vào những cái phiền não. Mà khi mà chúng ta có được trí tuệ ngoi lên một cái là nó dập lại. Nó không cho chúng ta thoát ra được cái vòng của nó. Mà hàng ngày phiền não nhiều kinh khủng không? Rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta không hiểu về nó. Rất khó. Rất khó có can đảm mà đối diện với phiền não. Nhất là cái tôi. Nhất là ai đụng đến cái tôi, cái của tôi. Ai nói xấu tôi. Thường thường khi mà phiền não nó xâm rồi thì chúng ta biết nó giấu giếm hết mọi thứ. Nó giấu giếm. Nó che đậy những cái tội lỗi của nó. Nên chính vì vậy rất là khổ đau là chỗ đó. Đó, nói về nên là chính vì vậy nè, con cá nó rất sợ vấp trên đất khô này như vậy. Tức là phiền não này nó rất sợ, sợ cái sự thật, sợ cái sự chân thật, sợ cái sự hiểu biết đúng về nó. Khít tô, cái căn khít á cộng với tá là quá khứ phân từ. Năm tấm chia theo chủ cách là đã được quăng lên, đã bị ném ở trên. Ô cát, mô cát tô thì nó là một cái trạng từ ra ngoài thủy giới. Và chúng ta biết là khi mà vất ra ngoài, con cá vất ra ngoài thủy giới này, nên khi mà chúng ta thấy, khi mà chúng ta đã tác áo gần cạn này, cái lũ cá đó nó biết, nó rất là hoảng sợ khi nó phải di chuyển đi đâu đó, mặc dầu là nó chưa biết được là nó, mặc dù người ta sẽ mang ra cái hồ lớn để thả, nhưng mà nó vô cùng hoảng hốt. Nên tâm của chúng ta cũng phải thay vì chúng ta ấy được cái thì chúng ta sẽ thoát ra ngoài cái vòng sanh tử luân hồi an tịnh niết bàn, phải không ạ? Nhưng mà rất là sợ. Mỗi khi mà chúng đến về là thực hiện nhờ thì tâm của chúng ta hầu như là không muốn nghe và chúng ta quên hết. Chúng ta chỉ có nhớ những cái việc phước ngặt vặt vụn vặt của chúng ta mà thôi. Nhớ đến cõi trời, cõi người thôi. Nhưng mà mấy cái thứ mà gọi là vô thường, khổ, vô ngã thực sự này khó ăn có phải không? Mà chúng ta không hiểu nó từ bây giờ thì đến bao giờ chúng ta hiểu? Đến bao giờ? Ô cá là một cái danh từ trung tâm, chỉ về nước hay là nhà ở hay là nơi trú ngụ. Như vậy là tâm mình nó trú ngụ ở cái thân bất tịnh này, sáu căn này, nơi lương sanh của nó này. Ô cát tô là tử, nơi cư trú. Từ nơi cư trú, từ khỏi mặt nước. Uppato
là cái từ úp cộng với pharati là một cái quá khứ phân từ. Đối nam tánh chia theo chủng cách là được lấy lên, được vớt lên. Nhưng mà phải không? Khi mà chúng tôi thuyết pháp cho quý vị, nếu mà thuyết về phước báo này kia sang sanh lên cõi trời, kiếp sau con đẹp như này như kia thì quý vị khoái lắm, phải không? Khoái, rất là khoái. Nhưng mà nói đến thực tại một cái là nói đến phương pháp, không có phương pháp nào cả. Nói đến chánh niệm tỉnh giác mà nói về cái thấy cái trong đời sống hàng ngày là chúng ta quăng bỏ nó liền, phải không? Nhưng mà chỗ đó là chỗ mà phiền não và vô minh nó xâm rất là nhiều mà chúng ta không biết. Nó nhốt chúng ta ở đó chứ không nhốt ở đâu hết á. Tiếp theo là phá rí phan đắc tí tăng chít tăng ma rắc thay dân phá ha tắc quê. Tâm này dễ dụa hầu thoát khỏi tầm khống chế của ma vương. Tâm của chúng ta lúc nào nó cũng muốn thoát khỏi phiền não hết á. Nhưng mà sao vậy? Chúng ta càng muốn thì càng tham. Khi mà chúng ta muốn, lúc mà có sân đó, lúc chúng ta bực phiền, chúng ta muốn thoát khỏi nó lắm. Nhưng mà có thoát khỏi được không? Không thoát khỏi được. Pari phanh đó tí, căn của nó là căn phanh, tiếp đồng ngữ là pari, chia thành hiện tại ba, hồ số ba, dãy ruộng, vùng vẫy xung quanh, tiếp đồng ngữ pari là xung quanh, phanh là dãy ruộng, vùng vẫy, di chuyển, ý đăng là đạo, một cái đạo từ trung tâm chia theo chủ cách, chỉ cho này. Và từ tiếp theo là Marat Thay Dân Thay Giá. Hai cái từ ghép này Marat, Marat chỉ cho Ma Vương. Ma Vương ở đây là cái gì? Là vô minh về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Vô minh về cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh trong đời sống hàng ngày thôi. Và cho cái đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Vô minh để khi đi làm thiện thì là cho tôi làm thiện. Mà không biết được thiện là do duyên mà sanh, là pháp thiện, không có ai làm thiện. Không. Vô minh về cái thọ ưu này, cho chúng là thọ này là của tôi. Thôi mà khổ này xanh lo duyên mà gì đó, vô minh về về năm uẩn thôi. Và quý vị thấy thế giới năm uẩn kinh khủng không? Mỗi một ngày là bạc ngàn những cái xác chết cứ lối tiếp và tiếp tục sinh ra và tiếp tục sinh ra và chết. Mọi hình thức chả có gì khác hơn. Quý vị có thấy khổ không khi mà sáng ra chỉ có mấy hạt cơm, mấy miếng xương, rồi nhìn thấy mấy cái màu sắc, nghe mấy cái âm thanh rời ra, rồi quyến luyến, rồi ái tình, rồi lục đục, rồi sân hận ở trên đó, chặt chém nhau ở trên đó, giết chết nhau ở trên đó, thù oán nhau ở trên đó, và rồi lại tiếp tục sinh ra. Khổ không? Có khổ không chứ? Để chúng ta làm phước để cầu được phước, được phước, được phước làm gì? Thì cái, cũng lại cái thấy, thấy những cái màu sắc của tứ đại, rồi nghe cái âm thanh, ngửi cái mùi, nếm cái vị, xúc chạm cái cứng, cái mềm. Cái là kim cương, không có cái kim cương. Khi bạn cầm vào nó thì không có cái kim cương nào cả. Chỉ có một danh kinh nghiệm một sắc thôi. Kim cương nó không có giá trị khi mà trí tuệ nó thấy được thực pháp. Chỉ có các bạn, chỉ có người si mê mới mê kim cương thôi.
Chứ còn người hiểu pháp thì thế gian này chỉ là những bãi chiến trường cho phiền não, cho si mê, cho lậu hoặc, cho chém giết, cho tử thần, cho những bãi tha ma bạc ngàn mà thôi, không gì khác hơn. Đó là ma rá, ma vương, là những phiền não. Thầy giá, tha, danh từ nam tánh, cảnh giới. Cảnh giới ma vương. Cảnh giới ma vương, cảnh giới của dục, sắc, thân, hương, vị, xúc. Chúng ta hàng ngày đắm nhiễm. Đừng nói là mình không đắm nhiễm. Lầm vì A-la-hàm mới dứt được năm dục. Rồi, Paha, Kangha, cộng tiêu á, là một danh từ nguyên mẫu để lánh xa, để thoát khỏi, để từ bỏ. Chỉ sự nhấn mạnh, Kangha là phá hủy. Rồi, bây giờ Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch như cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mặt, hãy đoạn thế lực ma. Mà nó nhốt chúng ta, không phải ma ở đâu hết á. Ma ở đâu hết? Ma là khi chúng ta cảnh đến mà chúng ta không hiểu. Đó. Những cái sắc mà nó qua ta, qua mũi, qua lưỡi mà không hiểu, mê đắm, chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Đó là ma, đúng. Ma. Bây giờ sư thuyết cho quý vị nghe như vậy chút nữa, ma nó lại đến, nó đến liên tục. Đừng có nghĩ rằng là ông sư Tuệ Nhẫn ông thuyết rồi là ông vượt được ma đâu, mới nói đúng pháp thôi, chứ không phải là chúng ta nghĩ nói ma cái này chúng ta thoát được, này không có đâu, nhiều kiếp nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bài kệ này. Bài kệ này thì nó có hai bài kệ mà Đức Phật thuyết. Bài kệ số 33 và 34. Bài kệ Pháp Cú này thì khi đó Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại cái núi Cha Lý Cá, đề cập đến Ngài Đại Đức Mê Khí Giá. Và chúng ta biết là thuở ban đầu thì Ngài Đức Ananda chưa có xuất gia, và lúc bấy giờ thì Đức Phật cũng có nhiều vị thị giả thay đổi qua lại, chưa có những cái duyên nó thành tựu cho một thị giả tốt đẹp lên nè. Lúc này Ngài Mê Khí Giá đi theo bên cạnh để hầu Đức Phật khi mà Đức Thế Tôn cần những cái này, những cái gì cần. Và khi mà đi bên Đức Thế Tôn thì được nghe giảng pháp nhiều rồi, thì để Đức Mai Khí Giá chữ nó nhỏ quá, thì thông cảm chút xíu. Trong cái thời kỳ Đại Đức Ananda chưa xuất gia đó, thì Đại Đức Mê Khí Giá là cái vị sa môn mà tùy tùng của Đức Bổn Sư. Một hôm thì đi theo Đức Phật thì Ngài thấy một cái vườn xoài rất là khả ái, cảnh nó rất là tao nhã thanh tịnh. Chính cái cảnh trí mà nó tao nhã này thì Đại Đức khởi lên cái tâm mãn niệm, muốn vào đó để tu tập, mong sớm đắc đạo quả. Thì Đại Đức muốn ngỏ lời xin phép Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn đã ngăn cản Đại Đức 3 lần, mà Đại Đức vẫn quyết tâm bỏ Ngài ra đi. Vào đến vườn xoài thì Đại Đức cố gắng thực hành những cái sa môn pháp, nhưng vì tâm còn dục vọng chưa được
tự chủ được. Nên phiền não dấy lên thì đại đức thối chuyển, bèn quay về tạ tội với Đức Bổn Sư. Và khi đó thì Đức Bổn Sư, ngài quả trách: này Nê Khí Giá, tội của ông làm thật là nặng lề lắm. Ta đã can ngăn bảo ông rằng: này Nê Khí Giá, hãy khoan, hiện giờ ta chỉ có một mình. Chừng nào ta kiếm thầy, ta kiếm thấy được cái vị tỳ khưu khác thay thế cho ông, rồi ông hãy đi. Ông đã chẳng kể gì đến lời yêu cầu của ta, bỏ Như Lai một mình ra đi. Mang danh là tỳ khưu mà còn có tâm nông nổi, không vâng lời Như Lai thì thật là không lên vậy. Trái lại, ông nên sửa đổi tâm mình sao cho nhẹ nhàng uyển chuyển, mềm mại uốn nắn. Nói rồi, Đức Thế Tôn ngâm kệ: Thanh đa năng cha bà năng chít tăng đu rắc khăn đun đi qua đó dân u chung các đồ ti mê thao vi u su ca rô vát tê chả năng. Tâm phàm sao suýt rộn ràng, rất khó kiểm soát hàng phục. Chí uống nắng tâm này dễ dàng như thợ có tài uống tên. Quaricho wa thane hito o các mô các tác u phô tác u tô pari phan đa tí tăng chít tăng ma rắc thê dân pa hà tắc về tí. Như thủy tộc nằm vứt trên xa bờ cắt nước vẫy lên hải hùng, tâm này rung rẩy hải hùng, hãy mau chóng thoát khỏi vùng ác ma. Trong cái bài kệ này thì cái tiếng Phanh Đa Năng nghĩa là sao xuyến, rung động khi tiếp xúc với các đối tượng của ngũ trần sắc thân khí vị xúc. Do vậy chúng ta không hiểu đủ dục có sức mạnh và nguy hiểm như thế nào thì không một ai có thể chứng được thiền định. Như vậy rõ ràng cho chúng ta thấy trí tuệ phải đi đầu. Vậy chúng ta tưởng là chúng ta ngồi một cái là đắc thiền đó, không có đâu. Nếu mà đọc vào Sanh Tịnh Đạo thì đắc thiền và thuần thục thiền là vô cùng khó. Nhưng mà cái vị ngọt mà khi chúng ta đắc thiền rồi đó, mà không có thầy, không có các bậc trí tuệ về những cái thực tại, thì cũng chỉ là con số không cho vòng sanh tử luân hồi. Do vậy quý vị chớ có nghĩ lầm là Đức Phật dạy về thiền định. Đức Phật chỉ dạy về tứ thanh đế, và Đức Phật luôn luôn nói về khoảnh khắc này để cho tứ niệm xứ có mặt mà thôi. Và quý vị biết rồi phải không, đâu có cần phải nói. Khi mà chánh kiến ở đâu thì chánh định ở đó, không thể tách biệt được. Bởi vì nó là một tổ hợp, không thể 19 sở. Không thể pháp này đảo qua pháp kia được. Không có. Không có kiểu mà thiền định nằm riêng cho thiền tuệ. Điều đó là không thể xảy ra. Bởi vì mỗi một tâm sanh khởi, bắt đối tượng và rồi diệt mất. Không thể từ cái này qua cái kia được. Bởi vì bản chất của pháp là như vậy. Do đó lời dạy của Đức Phật về tứ thánh đế, về tứ niệm xứ, nó mới là tối thượng. Và chúng ta thời buổi bây giờ không có chịu lắng nghe thật kỹ những cái điều mà Đức Phật dạy kinh điển đó mà chúng ta pha trộn mọi thứ không rõ ràng. Và chúng ta phải nói là thiền định là thiền định, thiền tuệ là thiền tuệ. Thiền tuệ đối tượng của nó là thực tại, và tướng của nó phải là sanh diệt. Còn thiền định đối tượng của nó là khái niệm, và chủ trương của nó là an tịnh. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Và Đức Phật cũng dạy thiền định cũng rất là tối thắng.
nhưng nó không đưa đến bến bờ giải thoát. Đó là một cần thể rất là rõ ràng, không ai cấm chúng ta hành thiền định cả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ lời Đức Phật dạy để cho Phật tử hay để cho mọi người nghe không có bị lầm lẫn về các pháp. Mới là người con Phật. Và chúng ta dạy như vậy thì nó rất nguy hiểm nè. Mình lớn, ví dụ như là các ngài có lớn mà các ngài dạy chẳng hạn. Các ngài nói phải có thiền định thì mới có thiền tuệ. Thế là hội chúng này, hội chúng kia chỗ nhau hết. Và thiền định cũng phải từ trí tuệ mà đi ra, không thể nào mà chứ không có hiểu biết mà tu tập được. Rõ ràng là chúng ta thấy là trí tuệ vẫn cứ đi đầu trong tất cả các pháp thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Rõ ràng là bao nhiêu các ngài ở ngoài đời đắc thiền này thiền kia nhưng mà có giải thoát được không? Xin thưa, không một ai hết. Rồi Đức Bồ Tát ngài bỏ thiền phi phi tưởng xứ lắm. Tại sao ngài bỏ? Nếu mà nó là nhân duyên cho giải thoát thì ngài bỏ nó làm gì? Không, bởi vì rõ ràng đối tượng đó không đem đến giải thoát, ngài bỏ. Câu trình bày kinh điển đâu đó đàng hoàng. Và chúng ta hình như chúng ta đọc chúng ta quên mất điều đó. Và khi mỗi khi mà chúng ta đọc vào trong kinh điển mà mỗi khi nghĩ đến thiền định một cái là chúng ta nghĩ là phải tu thiền. Đó mới là cái chết. Thế còn khoảnh khắc này nó đang sanh khởi thì sao? Đức Phật dạy sao? Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Bây giờ thân thọ tâm pháp của chúng ta nó có đang luôn luôn là có pháp. Luôn luôn là có pháp. Luôn luôn là có pháp. Nhưng mà không được hiểu. Phải không ạ? Không được hiểu. Và chính vì vậy mà chúng ta bản chất của tâm này, bản chất của chúng sanh là chúng ta luôn luôn đi tìm một cái gì đó để thoát ra. Chính cái tìm cầu, chính cái mong mỏi đó là thức ăn của vô minh, thức ăn của tâm tham. Mà không hiểu được pháp nó hiện tại sanh ở đây và nó diệt mất. Phải là chúng ta đâu có cần phải đi tìm gì đâu. Bây giờ quý vị có đi tìm ở đâu chăng nữa thì cũng chỉ có cái cứng, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái cảm thọ, cái vui buồn. Và đó chính là, nó không phải là năm uẩn là gì? Âm thanh không phải là uẩn sao? Âm thanh không phải là sắc uẩn ư? Hay là sao? Màu nó không phải là sắc uẩn ư? Mùi nó không phải là sắc uẩn ư? Vị nó không phải là sắc uẩn ư? Hay là sao? Cái thấy không phải là danh uẩn ư? Cái được thấy nó biến mất, vừa sanh khởi nó biến mất không phải là khổ ư? Nó không phải là đế ư? Nó không phải là giới ư? Nó không phải là xứ ư? Nó không phải là đối tượng cho chánh niệm tỉnh giác sao? Bất cứ cái gì sanh khởi, chúng ta phải hiểu nó chỉ là pháp vô ngã. Tại sao nó vô ngã? Vì nó do duyên mà sanh, không có ai sanh ra nó hết nên nó vô ngã. Quý vị có ngăn cản được bất thiện khi chúng sanh khởi không? Nhưng mà vị A-la-hán thì bất thiện, có muốn sanh nó có sanh được không? Vì không có duyên cho chúng sanh khởi. Còn phàm phu, còn các bậc thánh bình thường, nhỏ, mà chúng ta nói là người tu không được sân, không được tham, không được si, thì đó là vô minh đó. Không có ai có quyền gì hết đối với các pháp. Do vậy là tham sân si nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày, nó là một pháp hết sức tự nhiên bởi duyên của chúng.
Nhưng mà nó tốt đẹp cho người trí, nhưng mà nó đẩy người ngu vào những bến bờ của trầm luân sanh tử. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Người trí không chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Không chấp chúng là tôi, là tự ngã của tôi. Còn người ngu thì sao? Cứ ôm vào rồi tưởng ra một ai đó làm hại mình, mà không hiểu được phiền não này do duyên mà sanh, đã diệt rồi. Đó, thì có phải là qua các căn môn này, khi mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta thì những vô minh lậu hoặc, phải không à? Chứ nó ở đâu mà nó ra? Chúng ta nhìn cái hoa chúng ta thấy đẹp, đó là tham ái, là vô minh rồi đó. Mặc dầu không nói ra, cái sự thích ở trong lòng đã có mặt rồi. Pháp đó, phải không? Khi nào mà chúng ta thấy được và tâm của chúng ta đó, thì nó luôn luôn muốn thoát ra, nhưng mà không biết thoát bằng cách nào, phải không ạ? Chúng ta thấy nói về khổ đó, nhưng mà chúng ta muốn thoát ra cũng không thoát được. Vậy chúng ta phải học lời Đức Phật dạy, chúng ta sẽ thoát ra được. Thoát ra bằng cách nào? Bằng hiểu mọi khoảnh khắc của đời sống là vô ngã, không có một ai tạo ra chúng. Cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải hiểu chúng như chúng là. Đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác thôi. Bất cứ cái gì qua chỉ là đối tượng thị giác. Âm thanh chỉ là âm thanh. Thấy chỉ là pháp thấy, không phải là tôi thấy, không phải là con người thấy. Cái thấy nó có thấy sau lưng được không? Chắc chắn là không rồi. Vì sao vậy? Vì đối tượng thị giác nó chỉ in một con mắt, một con mắt nó nằm ở đằng trước. Mà chúng ta nói là tôi thấy ở đằng sau lưng tôi có người, đó là tưởng tượng, đó là si mê, không thật. Và chúng ta thường bị như vậy. Nên tâm si nó có mặt suốt cả ngày đó thôi. Chứ nó ở đâu? Sau khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc tiếp thu, khoảnh khắc quan sát, khoảnh khắc quán định, là những cái tích lũy tham sân si nó trào ra. Nếu mà ở quá khứ chúng ta tích lũy nhiều về nó thì nó trào ra. Hay là chúng ta tích lũy thiện, tích lũy hiểu biết đủ đầy thì nó cũng trào ra. Nó chánh niệm tỉnh giác hiểu biết về các pháp, chả có ai tạo ra chúng cả. Và hàng ngày thì chúng ta luôn luôn muốn thoát ra chúng bằng cái tôi của mình. Tôi sẽ làm như thế, tôi sẽ làm như thế kia. Tôi sẽ không tham, tôi sẽ không sân, tôi sẽ không si, tôi sẽ không chấp vào ai nữa cả. Đó là vô minh, đó là tà kiến. Mà phải hiểu được chúng. Pháp này có tính chất như vậy. Pháp thấy là khác, pháp được thấy là khác. Như vậy thế giới này chỉ có hai thứ mà thôi. Cái được thấy và cái thấy. Và cái được thấy ở bất cứ khoảnh khắc nào trong vòng sanh tử luân hồi, nó chỉ là vô tri. Nó chỉ là một cái gì đó ẩn lên từ tứ đại. Chứ nó không thuộc về ai hết. Như vậy thì có phải chúng ta ôm ấp tứ đại,
chúng ta khóc lóc tứ đại, than van chặt chém tứ đại, giận hờn với tứ đại. Chúng ta khóc khi mà bộ xương không còn thở, còn lúc còn thở chúng ta cười hô hố vậy đó. Nhưng mà cái bộ xương không còn thở, chúng ta cho đó là vợ tôi, con tôi, khóc than sướt mướt, đau thương buồn khổ. Đó không phải là si mê sao? Đó không phải là vùng vẫy sao? Đó không phải là khổ sầu sao? Mà đời sống này có ai nắm bắt được cái gì không, thưa quý vị? Không một ai nắm bắt được cái gì, dầu là một mảy may. Cái mà chúng ta cho là chùa của tôi, nhà của tôi, thân của tôi chỉ là một ý niệm. Và hằng ngày chúng ta chết trong từng sát la của thấy, của nghe, của ngửi, của đếm, của đụng, của xúc, của chạm. Chúng ta chẳng bao giờ làm đám ma, chẳng bao giờ khóc chúng cả. Chúng ta cảm thấy đời vẫn thường hằng, đời vẫn đẹp. Đời vẫn đẹp, phải không? Làm sao mà chúng ta phải quăng được cái con cá này lên trên bờ? Con cá đó là con cá gì? Phải vứt đi được cái ý niệm về ngã, phá hủy cái vô minh, cái thấy nghe ngửi nếm đụng này, để thấy rõ chúng thì chỉ là pháp hữu vi, là vô thường, là khổ, là duyên sanh. Là bất tịnh, là đổ vỡ. Phải vớt được cái con cá này, phải bắt được cái con cá này, vớt nó lên thì nó mới hết đau khổ được. Còn không thì chúng ta sẽ chết dài dài. Còn không thì chúng ta còn là những cái con cá lớn, con cá nhỏ, còn là những cái con người bẩn thỉu, còn là những cái con người xấu xa, còn là những cái ngạ quỷ súc sanh Atula, không? Còn là những cái con người chỉ trích phỉ báng những bậc thánh nhân, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Nếu mà chúng ta không vớt được cái con cá này lên, dầu chúng ta có là cư sĩ trong kiếp này, nhưng mà chúng ta không có học Phật pháp, không có hiểu biết rõ ràng ông giáo pháp, thì chúng ta không vớt được con cá này lên được đâu. Do vậy, hãy phát triển hiểu biết về tứ thánh đế, hiểu về ngay cái khoảnh khắc hiện tại, về cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm ở trên cái thân này, về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, để thấy chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã, là pháp duyên sanh. Để phá hủy vô minh tà kiến về chúng. Để vượt lên cả thiện và bất thiện. Để xả ly toàn bộ tất cả mọi thứ trên đời. Vì chúng chỉ là thế lực của ma. Ma là gì? Phiền não đắm nhiễm vào những cái tứ đại này, tứ đại kia. Qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân thôi, không có gì hết cơ. Đó là đoạn thế lực ma. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo này kính dâng đến chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương,
Các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng nguyên thuộc, chư dạ xoa long vương, càng thác bà, xuất sanh, ngạ nguyện phi nhân, A-tu-la, diêm chúa, và kính chư Phật nằm này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong chú quý ngài, quý vị vì hiện phước báo thanh cao này đều được sự an lạc tấn hóa và sớm hiểu chi được giáo pháp Đức Phật dạy, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước nằm này có nguyện là nhân là duyên, thành tụ ba la mật, thành trụ chánh trí, thấu hiểu lời Đức Phật dạy ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp này để đạt được Phật. Nam mô Bụt Thà đó. Dạ, sa thủ lành thay, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được lợi ích. Và dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Và dạ, con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và dạ, con kính dâng mít đến sư. Và chắc thượng tọa minh hạnh đã rời rum, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha upavena sada sotthi bhavantu te. Tất cả phước báo hành có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính ân thượng tọa minh hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Và đề quá ta sanh ti quý hà ra qua si ni thu pê gá rê bồ thi gá rê ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa văn tu vụ chi ta so thiên ca ron tê tha quý hà ra măng đa lê thể ra cha mát cha thể ra cha mát cha na wa ca cha pit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thẩm ma qua rằng ba tiết cha tề sắp bề pi đúc khá xa khá rộn tu sẵn khá dân tha tu chi răng xa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sẵn khô hồ tu xa mắc hồ quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc thẩm mô sắp bề pi thầm ma cha ri nô vút thêm sầm phạc u này ya ma thầm ma ri ya ba huệ đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống nít.